Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Hàn Quốc VKFTA và kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân, năng lượng, công nghiệp và thương mại. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Park Eun-ji chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất một số nội dung hợp tác như hợp tác trong các dự án xây dựng nhà máy điện theo hình thức BOT, hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo, quản lý an toàn năng lượng, hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, ô tô, dệt may, hệ thống phân phối và logistics, vườn ươm công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Đặc biệt, hai bên sẽ xây dựng cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi và thống nhất phương pháp xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực thi hiệp định VKFTA, đã cam kết những đảm bảo mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, giúp duy trì tăng trưởng thương mại và đầu tư ổn định ở mức cao theo hướng cân bằng, nhằm phấn đấu nâng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Kết thúc phiên họp, hai bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp về thực thi hiệp định VKFTA.